tục cái series đánh chứng thực chiến lại 50% năm 2023. Thì ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với anh em cái ngành mà mình sẽ rất quan tâm và mình sẽ đánh rất mạnh tay. Hôm nay là 11 tháng 5, mình sẽ đánh rất mạnh tay trong cái quý tới này. Ok. trước tiên thì mình cập nhật cái tình hình tài khoản của mình uh, cho anh em nhá. Cái này mình quay ở room khách hàng thôi, tại vì uh, anh em biết rồi anh em xem video của mình. Dạo này thì uh, từ hôm uh, cách đây khoảng 3 hôm thì mình bắt đầu mình trading trực tiếp trên room để cho anh em cùng xem luôn. Đấy, thì cái tài khoản của mình hiện tại là anh em thấy là tài khoản mình đã bơm thêm lên trên 4 tỷ rồi, đúng không? Thì uh, dự kiến là con số này sẽ là 10 tỷ trong thời gian tới nhá, nếu thị trường điều chỉnh là sẽ bơm lên nhá. Uh, cái lãi lỗ đang khoảng 200, nếu mà cách đây khoảng 2 ngày anh em xem video thì nó rơi khoảng 70 80 triệu, đúng không? Thì cái điều này nó không quan trọng đâu, quan trọng là chốt ra lãi bao tiền thôi. Uh, đích của mình vẫn đang có là 50.000, Eli là 65.000. Đấy mình đã mua thêm 20.000 rồi. HPG là tổng nó có 40.000. Ờ uh, đạt phương đã có GAC đã có đã có nó có 20.000, gác nó có 10.000, HV đã có 10.000, thực ra đang có 10.000. Nếu mà xem chuẩn thì uh, đây đã khớp được uh, như thế này rồi. Đấy. Thì mình đang mình đang thăm dò thêm đối với HV, chút nữa mình sẽ nói lý do nhá. Yeah. cái tài khoản hiện tại thì cũng uh, khá là ổn, cũng chưa có cái dấu hiệu gì là quá là xấu. ở cái làm gì thì làm cũng phải có cái tỷ lệ lãi lỗ cẩn thận đúng không? Hiện tại thì uh, uh, hôm nay thì cũng uh, trading được khoảng hơn 20 triệu. À, xem qua một chút từ mùng 1 tháng 5 đến bây giờ thì chưa tính ngày hôm nay thì nó rơi vào khoảng cộng thêm hôm nay nữa chắc được khoảng uh, được khoảng trăm triệu yeah, được khoảng trăm triệu trong 11 ngày đầu đầu tháng với tháng trước thì được uh, hơn 5 lít đấy 6 lít cộng với 200 hiện tại nữa thì không tính 200 đấy chưa chốt ra thì chưa phải là tiền nhá yeah. Ok đấy đấy là cái tình hình tài khoản của mình miễn là mỗi ngày nó cứ tốt hơn như vậy là được rồi để chúng ta còn tiến dần đến mục tiêu không thể rời xa mục tiêu được chia sẻ với anh em từ đầu năm ấy đầu tư công nó là một trong những cái ngành mà lớn mà mình đánh giá là nó là sóng dài trong năm nay và bây giờ câu chuyện đấy nó vẫn còn mình không bao giờ đánh thấp đánh giá thấp đầu tư công cho năm nay á có thể ở những năm trước anh em có thể thấy đó là dòng đầu tư công nó anh em sẽ thấy nó như kiểu câu chuyện bánh vẽ nhưng ở thời điểm này nó là một con bài nó là con bài tăng trưởng kinh tế trong năm nay với mục tiêu quốc hội đề ra là 6,5% tăng trưởng GDP. nếu mà chúng ta giải ngân được khoảng hơn 600.000 tỷ đầu tư công, đó, thì nó phải góp gần 2% GDP của chúng ta trong năm nay. Như vậy cái con bài giải ngân đầu tư công nó là con bài rất quan trọng cho năm nay. Đến hiện tại thì mới hết tháng tư thôi, chúng ta chỉ giải ngân được khoảng 10 hơn 14%, tức khoảng 100.000 tỷ. Tiến độ thì đã có nhanh hơn rồi nhưng hơn với cùng kỳ nhưng mà cái giá trị cũng hơn với cùng kỳ nhưng cái tỷ lệ so với cái kế hoạch năm nay nó vẫn còn rất là thấp Thì là hơn 14 phần trăm mà hết quý 1 thậm chí là đã sang hết nửa quý 2 rồi thì cái tỷ lệ thấp này ấy, nhiều anh em sẽ nhìn vào nó là xấu Nhưng với mình Mình lại thấy nó là dư địa cho những cái tháng tới Nó là dư địa cho những cái quý tới Tại vì mọi năm thường là sẽ giải ngân Được khoảng 85 đến 90 phần trăm Nhá ép tiến độ nó sẽ giải ngân được khoảng đó là Như vậy là khoảng hơn 600 nghìn Và kết hợp với năm nay cái tăng trưởng GDP nó Nó đang thấp như thế này nữa thì Nhà nước chắc chắn là phải có quyết sách Đúng không Đấy thì mình cược thôi Mình cược con bài ván bài thôi Vì thế mình có mấy con chiến lược của mình là sẽ gom dòng đầu tư công trong thời gian tới mình sẽ gom rất mạnh ví dụ như hhv ksb đúng không đấy một con đại diện cho nguyên vật liệu một con đại diện cho dòng xây dựng đấy đường xá cầu cống một con là nguyên vật liệu đất đá đúng không còn thép thì mình có rồi đấy thì mình dự kiến mình sẽ gom độ khoảng mỗi con khoảng trăm nghìn đến hai trăm nghìn đấy trong thời gian tới nếu mà có điều chỉnh xảy ra mình đang bắt đầu mình đang lấy dần vị thế trước lấy dần vị thế trước nha và dòng đầu tư công thì nó cũng đã có khoảng 3 tháng hai ba tháng tích lũy trở lại đây rồi mình đánh giá là bắt đầu là có thể là gom dần trở lại rồi mình sẽ bắt đầu tiến hành giải ngân sớm đấy và cái tình hình tài khoản thì mình cập nhật cho anh em đấy mình đã bắt đầu lấy vị thế hhv ở ngày hôm nay lấy vị thế trước khoảng 10.000 đấy thì mình sẽ giải ngân khoảng dự kiến khoảng 60 đến một trăm nghìn hhv trong cái thời gian tới từ giờ đến cuối tháng 5 xem là có cái nhịp điều chỉnh rung lắc đó không thì mình mình rất thích điều chỉnh rung lắc để mình có thể mua thêm Còn cái tài khoản hiện tại thì anh em biết rồi chủ đạo là bất động sản chứng khoán và thép thì đang mang lại cái tỷ suất sinh lời rất là lớn và dự kiến là như mong muốn <laughs> ok chúc anh em đầu tư tài công